Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Tập 2 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tiếp Theo Kinh Văn Lại Nữa Khả ái lạc quang minh thiên vương được môn giải thoát thường thọ vui tịch tĩnh mà hàng phục và tiêu diệt khổ của thế gian. Giảng giải, đạo lý kinh văn ở trước chưa nói hết, cho nên nói tiếp theo. Vị khả ái lạc quang minh thiên vương này ở cõi nhị thiền trời quang âm, vị này ở trong định đắc được cảnh giới thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, đắc được chân tránh khoái lạc, cho nên gọi thường hưởng thọ vui tịch tĩnh. Vị này ở trong định hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo và còn hiện ra nhiều thứ thân để tiêu diệt khổ của thế gian và dùng đủ loại thần thông biến hóa để cứu chúng sinh đều khổ được vui đó là môn giải thoát của vị thiên vương này đắc được thành tịnh diệu quang thiên vương được môn giải thoát biển tâm đại bi tương ứng tạo hoan hỷ an lạc của tất cả chúng sinh vị thành tịnh diệu quang thiên vương này đắc được biển đại bi tâm tương ứng tâm đại bi tức là độ khắp chúng sinh bỏ mê về giác đều thành phật đạo nếu có một chúng sinh chưa thành Phật Thì vị này cũng không thành Phật Bồ Tát đều phát nguyện lớn như vậy Vị này dùng tâm đại bi để nhiếp thọ chúng sinh có duyên Biển tương ưng tức là tâm lượng Của tâm đại bi rộng lớn như biển cả Không phân biệt kẻ thân người oán Do đó vô duyên đại tử đồng thể đại bi Vị thiên vương này vì tu tâm đại bi Hành hạnh đại bi cho nên khiến tất cả chúng sinh hoan hỷ khoái lạc sự khóa lạc này không thể so sánh được, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tự tại âm thiên vương được môn giải thoát trong một niệm hiện khắp tất cả sức phước đức của hết thảy chúng sinh trong vô biên kiếp. Vị tự tại âm thiên vương này ở trong một niệm hiện khắp vô biên kiếp trong ba đời, khiến cho đời quá khứ thành đời hiện tại, biến đời hiện tại thành đời vị lai, đời vị lai lại có thể làm đời quá khứ. Ba đời quá khứ hiện tại vị lai đồng thời hiện hiện ở trong một niệm. Do đó, nhiếp vô lượng kiếp làm một niệm, phóng một niệm làm vô lượng kiếp. Ở trong vô lượng kiếp lại có vô lượng chúng sinh, tu phước tu vệ, tu thành Phật. Tu phước thì có phước, tu vệ thì có vệ. Tóm lại phước huệ tu viên mãn thì sẽ thành Phật. Đó là một giải thoát của vị thiên vương này đắc được tối thắng niệm trí thiên vương được môn giải thoát khiến cho kiếp thành trụ hoại không của tất cả thế gian thể đều thanh tịnh như hư không vị tối thắng niệm trí thiên vương này đã được cảnh giới khiến cho tất cả kiếp thành trụ hoại không của tất cả thế gian hoàn toàn thanh tịnh như hư không thế giới có thành trụ hoại không bốn trung kiếp một trung kiếp có hai mươi tiểu kiếp bốn trung kiếp là một đại kiếp kiếp là đơn vị tính thời gian, lại dịch là tai nạn. Cuối thời kỳ diệt kiếp của mỗi tiểu kiếp ở trong trụ kiếp có ba tai nạn nhỏ, một nạn đói, hai nạn dịch, ba nạn binh đao. Thời kỳ bây giờ là diệt kiếp trong tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp. Lúc Phật Thích Ca ra đời thì tuổi thọ con người là 100 tuổi từ khi Đức Phật vào Niết Bàn gần khoảng 3.000 năm cho nên bây giờ tuổi thọ con người khoảng 70 tuổi. Nếu qua 4.000 năm thì tuổi thọ con người giảm còn 30 tuổi thì sẽ bắt đầu phát sinh ba tai nạn nhỏ. Một nạn đói. Thời xưa đại địa thanh tịnh, nhân dân hòa lạc sau đó từ từ phát sinh các điều ác như giết hại, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Đợi đến khi tuổi thọ con người còn khoảng 30 tuổi, thì tâm con người chẳng như xưa tà kiến tiên đảo làm đủ 10 điều ác, trời rồng nổi giận mà không mưa xuống, chẳng có cây cỏ hũ cốc, thậm chí người ăn người, trải qua 7 năm 7 tháng 7 ngày, nhân loại chết đói phân nửa, đó là nạn đói. hai Nạn ôn dịch Tuổi thọ của con người vào khoảng 20 tuổi thì tâm con người ác đến cực điểm bèn phát sinh bệnh ôn dịch, ai bị cũng chết chẳng có thuốc trị được. Bệnh ôn dịch này truyền nhiễm nhanh chóng, xương khô phơi đầy đồng, trải qua 7 tháng 7 ngày mới hết, nhân loại chết gần hết, chỉ còn lại 1 phần 10. 3. nạn đau binh, khi tuổi thọ con người còn khoảng 10 tuổi thì thân cao chỉ được 1 thước, kiếp diệt thì 1 tuổi giảm 1 tấc, kiếp tăng thì 1 tuổi tăng lên 1 tấc. Con người đều chẳng hiếu, chẳng kính, giết hại lẫn nhau, không cha mẹ, không vợ chồng, không con cái, không nhìn nhận lục thân quyến thuộc. Vì nghiệp lực sở cảm có cây có thể dùng vũ khí mà giết chết người, ai ai cũng cho rằng mình không giết chết họ, thì họ giết mình. Cho nên, thấy người thì giết, gặp người thì chém, chém giết vô số. Trải qua 7 ngày nhân loại chết hết khoảng 99%, còn lại chẳng bao nhiêu người. Người còn lại không bị giết thì chạy vào núi trốn, có thiện thần bảo hộ, sau đó tai nạn qua rồi họ từ trong núi đi ra, gặp người thì ôm nhau khóc lóc, vui mừng, an ủi với nhau, kết làm bạn bè. Lúc bấy giờ ai cũng sinh tâm hổ thẹn, cải ác làm lành, có quan niệm luân lý, đạo đức, từ bi nhân quả vân vân, từ từ tăng trưởng hướng thượng, ai ai cũng hòa bình, tương xứ, nói nhân nghĩa, nói đạo đức, cảm tình du hợp chẳng có tư tưởng ích kỷ tư lợi, chẳng có hành vi xấu ác. Lúc bấy giờ, sinh sống an định, cơm no áo ấm, ai ai cũng có tâm tử bi hỷ giả bốn vô lượng tâm, ai ai cũng tin chân lý, nhân quả, báo ứng. Khi kiếp hoại, ở trong mỗi đại kiếp phải phát sinh một lần nạn lửa lớn, trải qua bảy lần nạn lửa lớn, đại hỏa tai rồi bèn có một lần nạn nước lớn đại thủy tai trải qua bảy lần nạn nước lớn rồi bèn có một lần nạn gió lớn đại phong tai có năm mươi sáu lần nạn lửa lớn có bảy lần nạn nước lớn có một lần nạn gió lớn tóm lại trong sáu mươi bốn đại kiếp thì phát sinh ba tai nạn lớn nạn lửa lớn thì thiêu hủy đến trời sơ thiền nạn nước lớn thì ngập đến trời nhị thiền, nạn gió lớn thì thổi đến trời tam thiền, trừ khi tu đến trời tứ thiền thì mới thoát khỏi sự uy hiếp của ba nạn lớn này. Pháp tính về kiếp số, bắt đầu từ tuổi thọ con người, mỗi 100 năm thì tăng thêm một tuổi, tăng đến 4 vạn 8 ngàn tuổi thì ngừng. Rồi lại cứ 100 năm giảm xuống một tuổi, giảm đến 10 tuổi thì ngừng. Một tăng một giảm như vậy là một tiểu kiếp. Công thức tính là 84.000 trừ 10 nhân 100 nhân 2 bằng 16.798 năm.